Lần này vô trễ nha, lên sổ. Cô em đi trễ một xíu rồi cô, có 1 giây rồi cô. Cô thêm, cô. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. Rồi lớp đây đi học đầy đủ, cảm ơn các em nha. Yêu đương nhăn nhít trong lớp. Lên sổ. Tìm tàu giá bằng như anh chân trên hai đăng về yeah. Em ơi, anh đã yêu em rất lâu rồi. Anh cũng là trùm cái trường này rồi. Em có đồng ý đi với anh hết suốt cuộc đời này không? Trinh ơi, ấy Đổng Huyền ơi. Đồng ý đi, không ra cổng trường gặp tao. Đồng ý nhanh nhá. Trời ơi. Làm vợ anh nhé. Đeo nhẫn cho anh, đeo nhẫn cho anh. Ôi. Ba mẹ giữ vậy. Yeah. Giàu lắm. Chụp hình. Anh lại chơi ba má. Ê, này nhỏ lại. Đã mỗi giấy hoặc cho tàn, tôi viết tên em. Trời ơi, cô đọc cái giọng giọng dẹt về nghe thật là cuốn hút. Wow. Đã mỗi giấy hoặc cho tàn, tôi viết tên em. Tao nghe gì ta? Đi Đà Lạt không? Đi. Đi không? Đi. Ê, quay. À. Có một bí mật mà muốn nghe không? Gì? Tao chỉ nói một mình mày nghe thôi á. Ok, nói thì tao nói hay đâu. Đó là FIFA Live 4 này có sự kiện up level, up value, up mood. Chỉ cần thăng cấp tài khoản là được nhận quà. Đến đỉnh nhờ, tao cũng hay chơi. Ôi dạ. Lâm, sao tôi đổi chỗ em mà em còn nói chuyện trong lớp vậy? Không, này cũng... Thôi đi cho tôi. Thôi không. Ủa làm sao rồi có? Trời. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Alo bạn, đi vệ sinh xong chưa? Trời ơi, nhìn qua nhìn lại em thấy ai để nói chuyện riêng trong lớp hết. Nên giờ phải gọi điện cho bạn nói chuyện riêng nè. Ở dưới vui không? Vệ sinh vui không? Còn 3 giây, cả lớp chuẩn bị đặt bút xuống. Tôi đi một bài. Huyền, kỹ tao con này. Một câu nữa thôi, tao trên trung bình rồi Huyền. Còn câu này 10 điểm rồi. Huyền đúng bài nha. Ủa gì mấy nước ngoài? Còn đã qua chuyện để thứ ta. Dưới trung bình à, tại mày. Ê, tới giờ nộp bài mày. Giờ tao mày bắt đầu làm là vừa cô đi từ bàn đầu xuống là còn lâu. Ừ, làm đi rồi để chút nữa tao chép. Hả? Hả không? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay. Nhanh nhanh cô sắp thu bài. Chưa học bài ơi, chưa học bài. Huy, đứng dậy cho cô biết. Chắc chắn, chắc chắn. Quỳ tím dùng để làm gì? À, cô quỳ tím. Quỳ tím là dùng để đo nồng độ pH trong các dung dịch khác nhau. Đúng rồi, tiếp đi em. Yeah, ngoài ra quỳ tím còn... Hai đứa 1 điểm nha. Bạn bè ơi, ân tình mãi không đổi thay. Kính chiếu gì? Thiên đứng lên cho cô biết bài này làm sao. Giúp. Đợi xíu. Đợi xíu cô. Đây, bằng một. Đó, đọc luôn đi. Imagine cô ơi, imagine cho em 10 điểm. Yeah, một thằng bạn tốt. Thiên, hai thằng lưng đâu rồi em? Em không biết nữa cô. Chắc này nó cúp học rồi. Hồi đầu tiếng tôi mà cũng dám nữa. Tội nghiệp lưng lại vắng nữa. Sắp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5, các em được nghỉ. Nhớ dọn sạch sẽ cái lớp để còn nghỉ lễ nha các em. Có ai xung phong không? Huyền với Lân, dọn lớp nha em. Kỳ vậy cô? Mày mặc gì tại tao? Mày không biết tao gì. Thôi đi bạn. À mày 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, mày đi chơi với gia đình tao không? Sẵn con bán cớ C1 luôn. Không được. Sao rồi? Tao đang cày FIFA. Dạo này cày ngày cày đêm. Giờ bỏ.
hai cây. Ủa, mày không biết FIFA Online 4 đang có sự kiện 30 tháng 4 level up hả? Cứ thăng cấp tài khoản là sẽ được nhận quà để lên hương đội hình. Mày vừa có thể đi du lịch, vừa có thể đi chơi, vừa có thể coi bán kết C1 mà cũng vừa có thể được nhận quà trên FIFA Online 4 Mobile nữa. Xóa lễ mọi nơi luôn. Yeah. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.